Trong thời gian giãn cách này, việc chúng ta thực hiện những thói quen tốt lại càng quan trọng. Hãy thiết kế môi trường sống của chúng ta làm sao cho thói quen tốt có thể thắng thế nha các bạn. Càng dùng ít ý chí càng tốt. Bây giờ tôi phải cố gắng không dùng đến điện thoại di động, không lướt mạng xã hội. Điều này nó rất là mệt mỏi và làm cho chúng ta mất sức. Thay vì chúng ta phải dùng đến ý chí như vậy thì chúng ta hãy cất nó đi vào một cái nơi khó thấy. Bất cứ khi nào có thể, bạn hãy tránh trộn lẫn bối cảnh của các thói quen với nhau. Khi bắt đầu trộn hoàn cảnh, bạn sẽ bắt đầu trộn thói quen, rồi thì những thói quen dễ xảy ra sẽ chiến thắng. Bạn có thể dùng điện thoại và đủ các loại tác vụ khác nhau, biến nó thành một công cụ mạnh mẽ. Bạn muốn hiệu quả, nhưng mỗi khi bật điện thoại lên, bạn cũng bị tạo điều kiện cho việc lướt mạng xã hội, kiểm tra thư và trò chơi điện tử, điện thoại trở thành một hớ tín hiệu hỗn độn. Xin chào các bạn, mình là Phượng và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quyển sách mà bạn mình vừa cho mình mượn và mình thấy đây là một quyển sách rất là hay, đó là quyển Atomic Habits hay là Thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ. Cái quyển sách này á, mình đọc nó cũng khá là nhanh, chỉ khoảng 3-4 ngày là xong rồi. Bởi vì sao các bạn biết không, tác giả của nó viết khá là đơn giản, dễ hiểu và có thể áp dụng được. Việc mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cách để chúng ta có thể hình thành những thói quen tốt cho cuộc sống của chúng ta. Tại sao chúng ta lại dễ sa lầy vào những thói quen xấu và chúng ta không có những thói quen tốt? Tại sao chúng ta lại hay thích làm những cái việc như là lướt điện thoại hay là chat hoặc là xem mạng xã hội quá nhiều? Ngoài ra chúng ta lại không chịu tập trung vào thực hiện những việc cần thiết như là lên kế hoạch giảm cân nè, tập thể dục hoặc là bắt đầu thực hiện những cái bước đầu tiên trong project của chúng ta. Cái việc lướt điện thoại có bao giờ mất năng lượng của các bạn đâu, như là cho các bạn cảm giác thỏa mãn ngay tức thì, nhưng mà về lâu về dài thì nó rất là tốn nhiều thời gian của các bạn và làm cho các bạn không có thời gian để làm những cái việc quan trọng hơn. Và chúng ta phải hiểu cái cách làm việc của bộ não để chúng ta có thể đưa ra một cái môi trường phù hợp làm sao cho những thói quen tốt có thể được thực hiện mỗi ngày, trở thành một phần của cuộc sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta để tất cả mọi thứ hỗn độn thì chúng ta sẽ rất là dễ sa đà vào những cái chuyện dễ dàng như là lướt điện thoại, xem phim hay là nằm ngủ nướng không làm gì cả. Thì cái điều đó nó rất là bình thường thôi. Cái bộ não Homo sapiens đã hình thành cách đây hàng trăm nghìn năm rồi và nó sẽ dạy cho chúng ta rằng là hãy làm những việc có lợi trước mắt để cho chúng ta có được cái bữa ăn hoặc là chúng ta có được cái sự an toàn. Thì ngày xưa tổ tiên của chúng ta đã rất là khó khăn khi mà phải tìm kiếm thức ăn, hái lượm, săn bắn và cũng như là tránh thú dữ vân vân. Nếu mà các bạn không rèn luyện để tự nhiên thì chắc chắn là bạn sẽ lựa chọn những cái hành động và những cái thói quen dễ dàng cho cơ thể của chúng ta được thỏa mãn cái cảm giác là được có đường nè, đủ muối nè và được nghỉ ngơi đầy đủ. Điều đó rất là logic nha các bạn, bởi vì cơ thể của chúng ta sẽ ở trong cái trạng thái giống như là power saving mode á. Power saving mode có nghĩa là đỡ tốn sức lực nhất. Và các bạn biết đó, nếu mà những cái gì mà chúng ta làm đỡ tốn sức lực về lâu về dài thì những cái thói quen đó nó sẽ không tốt, đúng không? Các bạn thường thấy là những cái thói quen xấu á, nó sẽ mang lại những cái hiệu quả tức thời, làm cho chúng ta thỏa mãn ngay. Còn những cái thói quen tốt thì cái cảm giác mà chúng ta nhận được sau khi mà làm thì thường nó rất là mệt mỏi. Ví dụ như dọn nhà thì mệt nè, hoặc là chạy thể dục thì đau chân vân vân. Nhưng mà về lâu về dài thì cái hiệu ứng của nó sẽ rất tốt. Nhưng mà bộ não của chúng ta đâu có biết đâu. Nếu mà chúng ta không có một cái kế hoạch hành động thì nó sẽ lựa chọn những cái việc nào đơn giản nhất và ít tốn năng lượng nhất. Để hình thành một thói quen tốt thì các bạn hãy nhớ 4 nguyên tắc sau đây. Số 1, khiến nó rõ ràng. Ví dụ như là các bạn muốn tập thể dục thì các bạn hãy lên kế hoạch, các bạn hãy ghi ra thật là cụ thể thời điểm và địa điểm nữa, rằng buổi sáng 6 giờ, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 các bạn sẽ tập thể dục, và giày dép hoặc là quần áo vân vân các bạn hãy để ở một nơi dễ thấy để các bạn có thể thực hiện nó luôn mà không cần phải suy nghĩ. Và cái số 2 là các bạn hãy khiến nó trở nên hấp dẫn. Làm sao để cho nó trở nên hấp dẫn? Thường cái điều này nó cũng hơi khó, bởi vì cái một cái thói quen tốt á, thì thường nó cần phải có nỗ lực rất là nhiều, đúng không? Cho nên các bạn hãy gắn nó với một cái điều gì đó mà các bạn yêu thích. Ví dụ như khi mà các bạn tập thể dục thì các bạn có thể rủ một cái người bạn mà các bạn thích đi chung nè, hoặc là các bạn đi đến một cái địa điểm mà các bạn yêu thích, ví dụ như là một công viên có nhiều hoa đẹp hoặc là có cảnh quan hấp dẫn, để cho các bạn có nhiều động lực để thực hiện hơn.
Nguyên tắc số 3 là hãy khiến nó dễ dàng. Tại sao? Nếu mà mình thấy là một cái ngọn núi rất là cao thì chúng ta khó mà vượt qua, đúng không? Nhưng mà chúng ta bước lên một bước thôi thì đâu có gì là khó, đúng không? Chúng ta bước hai bước nó cũng không khó. Có những bước đầu tiên thì chúng ta mới thực hiện được. Có một ví dụ rất là hay, quyển sách này nói đến mà mình rất là tâm đắc, đó là trong một cái lớp học nhiếp ảnh á, thì người ta chia lớp làm hai phần. Một phần á, chụp ảnh càng nhiều thì sẽ càng được điểm cao, và cái nhóm số 2 được chấm điểm dựa vào chất lượng. Người ta chỉ cần nộp một bức ảnh thôi, và cái bức ảnh đó phải là cái bức ảnh rất là hoàn hảo. Điểm số sẽ được chấm dựa theo chất lượng của bức ảnh. Và các bạn sẽ rất là bất ngờ đấy, bởi vì vào cuối học kỳ, những bức ảnh đẹp nhất nó đến từ nhóm số lượng chứ không phải từ nhóm chất lượng. Nhóm số lượng chụp rất là nhiều, người ta làm nhiều và hoàn thiện cái kỹ năng của mình và đưa ra những bức ảnh đẹp nhất. Còn bên chất lượng thì người ta cứ suy nghĩ là làm thế nào để ra được cái ảnh đẹp, và cuối cùng thì người ta không có luyện tập thường xuyên và bức ảnh của họ đã không đẹp bằng cái nhóm mà có nhiều thời gian rèn luyện hơn. Hãy làm những bước nhỏ nhất, các bạn đừng có nghĩ rằng là tập thể dục là các bạn chạy 5 km, các bạn hãy xỏ giày vô thôi. Cái việc xỏ giày nó đâu quá khó, đúng không? Xong cái việc xỏ giày rồi, chúng ta chỉ chạy 1 km thôi. Từ 1 km rồi xong, sau đó chúng ta có thể tăng lên từ từ. Nếu mà các bạn chưa quen thì các bạn cứ đặt những mục tiêu thật là dễ thực hiện. Khi mà các bạn thấy nó dễ rồi á, thì các bạn làm xong rồi các bạn còn sức thì các bạn làm thêm nữa. Khi mà nó không có phải là một cái thách thức quá lớn thì chúng ta sẽ không có cái sự cản trở và làm cho cái này dễ thực hiện hơn. Có một cái nguyên tắc là nguyên tắc 2 phút. Các bạn hãy thầm nói với mình rằng chúng ta chỉ làm cái này trong 2 phút thôi, rồi xong sau đó chúng ta có làm hay không cũng được. Chúng ta chỉ làm 2 phút thôi nha. Ví dụ như là chúng ta có thể chạy bộ 2 phút, hoặc là chúng ta chỉ tập trung làm cái công việc mà sếp giao trong 2 phút, và chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để mà tiếp tục cái công việc đang làm. Chứ còn nếu mà các bạn nói là ồ, hôm nay chúng ta phải nộp báo cáo theo yêu cầu của sếp, cái này ghê quá, không biết làm sao hết, nhưng mà chúng ta sẽ viết trong vòng 2 phút thôi. 2 phút đó sẽ giúp cho các bạn có động lực để bắt đầu, và khi mà bắt đầu rồi thì các bạn sẽ rất là dễ có những cái bước tiến xa hơn. Không có một cái xe nào chạy trước khi mà nó đề máy cả. Các bạn chỉ làm ra cái việc là đề máy lên, làm cho máy nó nóng lên, tự nhiên mọi thứ nó sẽ đi vào guồng. Hãy khiến nó dễ dàng, và cái thói quen của chúng ta sẽ có thể được thực hiện từ từ và nâng cấp lên dần dần nha các bạn. Nguyên tắc số 4 là hãy khiến cho nó tạo ra cảm giác thỏa mãn. Các bạn biết không, những cái thói quen tốt thường hiệu quả và lợi của nó là về lâu về dài, còn thói quen xấu thì nó sẽ cho chúng ta cảm giác thỏa mãn ngay lập tức. Chính vì thế nên những thói quen xấu thường thắng thế. Khi mà bạn thực hiện thói quen tốt mỗi ngày thì bạn hãy có một phần thưởng cho nó, đó sẽ là một điều dopamine làm cho cơ thể của các bạn cảm thấy được thỏa mãn, và nó sẽ gắn bó với hành động này. Gần như luôn luôn xảy ra chuyện là khi những hệ quả tức thời được ưa chuộng hơn thì hậu quả sau cùng luôn luôn vô cùng tệ hại, và ngược lại. Thường thì thói quen nào mà ban đầu càng ra kết quả ngọt ngào thì hệ quả về sau càng đắng. Nói một cách khác, cái giá phải trả cho những thói quen tốt thì ở hiện tại, và cái giá phải trả cho những thói quen xấu là ở tương lai. Vậy cho nên các bạn hãy nhớ nha, để mà thực hiện những thói quen tốt thì chúng ta cần sự nghiêm túc cũng như là rèn luyện. Còn thói quen xấu thì các bạn hãy làm cho nó khó thực hiện hơn. Hãy thiết kế môi trường sống của chúng ta làm sao cho thói quen tốt có thể thắng thế nha các bạn. Càng dùng ít ý chí càng tốt. Bây giờ tôi phải cố gắng không dùng đến điện thoại di động, không lướt mạng xã hội. Điều này nó rất là mệt mỏi và làm cho chúng ta mất sức. Thay vì chúng ta phải dùng đến ý chí như vậy thì chúng ta hãy cất nó đi vào một cái nơi khó thấy, hoặc là chúng ta có thể cài đặt time limit. Khi các bạn sử dụng một thời gian thì các bạn sẽ có được sự nhắc nhở. Trong thời gian giãn cách này, việc chúng ta thực hiện những thói quen tốt lại càng quan trọng, bởi vì chúng ta ít có nguồn lực hơn, và cho nên việc mà chúng ta ăn uống healthy, tập thể dục mỗi ngày, và chúng ta thực hiện những cái task khi mà work from home á, thì điều đó nó sẽ làm cho công việc hiệu quả hơn, cũng như là cuộc sống của chúng ta lành mạnh và thoải mái hơn. 4 nguyên tắc mà mình đã nói trong video này: số 1, làm cho nó rõ ràng; số 2, làm cho nó hấp dẫn; số 3, làm cho nó dễ dàng; và số 4, làm cho nó tạo ra cảm giác thỏa mãn. Chúc các bạn có những thói quen tốt để làm cho cuộc sống lành mạnh và hiệu quả hơn nha. Nếu các bạn thích video của mình, đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của mình nha, bởi vì mình sẽ trở lại với nhiều video nữa đó. Xin cảm ơn các bạn.